Hello mấy chị luôn á, em xin chào tất cả chị gái xinh đẹp luôn ha. Em xin giới thiệu, em là Kim Hoa, nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Salon Phú Quốc. Hôm nay em gái xin giới thiệu mấy chị, đây là mẫu sản phẩm bông tai mới ra mắt bên em luôn nha mấy chị. Mẫu sản phẩm bông tai 2018 nha mấy chị ơi. Với mẫu thiết kế là ngọc 7 đến 8 ly nha mấy chị, ngọc giọt nước kết hợp với bộ y 925. Hình cái bông hoa rất là đẹp luôn. Em có màu hồng ánh tím nè, màu trắng ánh hồng, màu này màu cam luôn nha chị ơi. Bông là bông chốt đẩy. Mua bông chốt đẩy em gái tặng kèm cho mấy chị thêm chốt nhựa silicon. Mẫu 2018 này bên em giá 1,2 triệu. Ngay bây giờ hôm nay em gái giảm cho mấy chị đẹp của em chỉ còn 850.000 mẫu 2018 luôn. Đeo lên rất là duyên dáng luôn nha mấy chị, rất là dễ thương luôn ạ. Em gái đang đeo là mấy chị rất là xinh luôn ha. Quay sát cho mấy chị xem nha. Mẫu này bên em giá giảm cho mấy chị chỉ còn 850.000. Chị đẹp nào các em đặt hàng mẫu 2018 comment bên dưới là có đơn mấy chị ha. Dạ rồi, mua hàng bên em gái kèm cho mấy chị thẻ bảo hành 3 năm nha mấy chị ơi. Trên thẻ bảo hành này có số điện thoại và địa chỉ bên em. Và hôm nào em gái cũng live stream ở trang Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị ơi. Cái trang em gái live là cái trang có hình nền hai con rồng màu vàng, cái nền màu đen nha mấy chị ơi. Đó, ngày nào em gái cũng live ở trang này vào lúc 12 giờ trưa cho đến 16 giờ hàng ngày. Mấy chị đẹp của em nhớ đón xem live stream của em gái luôn ha. Mua ngay trên live stream có quà tặng hấp dẫn luôn nha. Bye bye, em chào tất cả chị gái luôn ha. Cảm ơn mấy chị đã theo dõi video này của em luôn. Dạ rồi, một lần nữa chị đẹp nào các em thích mẫu 2018 comment số điện thoại bên dưới là có đơn. Cảm ơn mấy chị luôn ạ. Bye bye mấy chị.